Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu khi video phỏng vấn YouTuber nổi tiếng MrBeast thu về hơn 4 triệu lượt xem chỉ trong hơn 3 giờ đăng tải. Tính đến 6 giờ sáng ngày 22 tháng 11, con số này đã tăng lên hơn 10 triệu lượt xem. MrBeast, chủ nhân kênh YouTube lớn nhất thế giới với 331 triệu người theo dõi, không giấu nổi sự kinh ngạc trước tốc độ phát triển của kênh You Are Cristiano. Chỉ sau vài tháng ra mắt, Ronaldo thu hút 67,5 triệu người theo dõi, một con số đáng kinh ngạc ngay cả với những ông lớn trên nền tảng này. Không chỉ trên YouTube, Ronaldo còn viết nên lịch sử trên mạng xã hội. Vào tháng 9, anh trở thành người đầu tiên trên thế giới cán cột mốc 1 tỷ người theo dõi trên tất cả những nền tảng. Một thành tích vô tiền khoáng hậu chứng minh sức ảnh hưởng vượt trội của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Có lẽ MrBeast với tất cả thành công của mình cũng phải học hỏi một vài bí quyết từ Ronaldo để chinh phục thêm những đỉnh cao mới. Hai cái tên đình đám này đã kết hợp và tạo nên một cơn sốt, chứng minh cho sức mạnh giao thoa giữa thể thao và giải trí trên nền tảng kỹ thuật số. Pep Guardiola vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm và gắn bó với Man City đến mùa hè 2027. Với bản hợp đồng mới, ông sẽ đánh dấu một thập kỷ lịch sử tại sân Etihad, nơi mà Guardiola xây dựng Man City trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Việc Guardiola quyết định gia hạn là một cú hích lớn với nội bộ Man City và gửi một lời cảnh báo đến các đối thủ. Kể từ khi đến đây vào năm 2016, huấn luyện viên người Tây Ban Nha biến Man City trở thành một cỗ máy hủy diệt. Họ giành 6 chức vô địch ngoại hạng Anh trong vòng 7 năm, trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên giành 4 danh hiệu liên tiếp và tái lập được cú ăn 3 thần thánh trong mùa giải 2022-2023. Trong đó đỉnh cao là chiến tích ăn 3 trong mùa giải 2022-2023. Pep Guardiola, người từng gia hạn hợp đồng vào tháng 11 năm 2020 và tháng 11 năm 2022, một lần nữa chọn thời điểm này để khẳng định tương lai của mình, bất chấp những thách thức mà Man City đang phải đối mặt. Phát biểu sau khi ký kết hợp đồng, ông cho biết: Man City có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Đây đã là mùa giải thứ 9 tôi làm việc ở đây và chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc thật khó tin. Tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi này. Rất hạnh phúc khi được tiếp tục gắn bó thêm 2 năm. Gary Neville lên tiếng chỉ trích hai ngôi sao của Man United là Rashford và Casemiro vì quyết định thực hiện những chuyến đi xa đến Mỹ trong kỳ nghỉ quốc tế. Rashford tham dự một trận đấu NBA giữa New York Knicks và Brooklyn Nets diễn ra tại Madison Square Garden, nơi mà anh ngồi hàng VIP và giao lưu cùng với ngôi sao bóng rổ Jalen Brunson. Trong khi đó, Casemiro chọn kỳ nghỉ tại Disney World cùng với gia đình, chia sẻ những hình ảnh thư giãn của mình trên mạng xã hội. Trên podcast Stick to Football, Gary Neville thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng. Chuyên nghiệp là phải biết chăm sóc cơ thể của mình và chuẩn bị tốt cho những buổi tập tiếp theo. Đây là một phần quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là ở một câu lạc bộ kỳ vọng như Man United. Tôi hiểu Rashford cần thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bạn phải xem xét về địa điểm. Bay hơn 12 tiếng để đến New York, chênh lệch múi giờ. Điều này không giúp bạn tái tạo năng lượng, mà chỉ khiến cơ thể thêm phần mệt mỏi. Với Casemiro, một cầu thủ ngoài 30 tuổi từng 5 lần vô địch Champions League, bạn cần phải suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình. Rashford và Casemiro dù đã trở lại tham gia buổi tập ở Carrington, đang phải đối mặt với sự chỉ trích không chỉ đến từ Gary Neville mà còn từ dư luận. Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Photomax, Jose Mourinho trực tiếp liên hệ với Ronaldo để hỏi liệu anh có muốn trở lại thi đấu ở châu Âu và cân nhắc gia nhập Fenerbahce. Cậu có hạnh phúc ở đó không? Có tin đồn rằng cậu muốn rời Ả Rập Xê Út. Nếu như vậy, cậu có muốn đến Fenerbahce không? Photomax không tiết lộ phản ứng hay câu trả lời của Ronaldo, nhưng theo nguồn tin này, giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha của Fenerbahce, Mario Branco, đã bắt đầu những cuộc đàm phán với Al Nassr. Người hâm mộ Fenerbahce cũng phát động chiến dịch truyền thông có tên: hãy đến với Fenerbahce. Mourinho từng làm việc với Ronaldo giai đoạn 2010 đến 2013 khi ông dẫn dắt Real Madrid. Cả hai đã cùng nhau giành được chức vô địch La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha và siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo về sau không tốt đẹp. Mourinho từng nói với ESPN vào tháng 6 năm 2013 rằng có thể Ronaldo nghĩ rằng cậu ấy biết tất cả và không có huấn luyện viên nào giúp cậu ấy tiến bộ hơn được nữa. Tôi gặp vấn đề cơ bản với Ronaldo khi chỉ trích cậu ấy về chiến thuật. Ronaldo không nghe lời và chẳng cam chịu chỉ trích. Real Madrid và Bayern Munich đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc đua tranh để giành giật tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức, Florian Wirtz. Dù hợp đồng của Florian Wirtz và Leverkusen còn thời hạn đến năm 2027, Anh đã để ngỏ khả năng mình rời đi vào mùa hè 2025. Real xem Florian Wirtz là người kế thừa lý tưởng cho Modric khi tiền vệ người Croatia nhiều khả năng sẽ chia tay câu lạc bộ trong tương lai gần. Tuy nhiên, Bayern Munich cũng không hề muốn mất đi tài năng sáng giá của bóng đá nước nhà, đặc biệt khi Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Đức trong thập kỷ tới. Sự cạnh tranh giành chữ ký của tiền vệ Leverkusen chắc chắn sẽ rất khốc liệt, với những mục tiêu chung như Florian Wirtz hứa hẹn một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Cả hai đội bóng đều có những chiến lược rõ ràng và mục tiêu lâu dài, với hy vọng xây dựng một đội hình mạnh mẽ cho tương lai. Với những ngôi sao mà cả hai câu lạc bộ đang nhắm đến, mùa hè 2025 sẽ là một thời điểm quyết định trong việc xác định đội bóng nào chiếm ưu thế trên thị trường chuyển nhượng. Man City đang đẩy mạnh nỗ lực thuyết phục Erling Haaland gia hạn hợp đồng sau khi Pep Guardiola cam kết ở lại với đội bóng đến năm 2027. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm giữ chân Erling Haaland. Hợp đồng mới không bao gồm điều khoản giải phóng, ngay cả trong trường hợp câu lạc bộ bị phạt do vi phạm luật tài chính ngoại hạng Anh. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn để Haaland cam kết tương lai lâu dài ở Etihad. Man City đang chuẩn bị một siêu hợp đồng trị giá 100 triệu bảng cho tiền đạo 24 tuổi, người đã ghi 105 bàn thắng kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2022. Haaland hiện vẫn còn 2 năm rưỡi trong hợp đồng, kèm mức lương 375.000 bảng mỗi tuần, chưa bao gồm tiền thưởng. Nếu đồng ý gia hạn, hợp đồng mới có thể kéo dài thêm 4 hoặc 5 năm, giúp Haller trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Barcelona sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tài năng trẻ Lamine Yamal trong chuyến làm khách trước Celta Vigo thuộc vòng 14 La Liga vào cuối tuần này. Sau mai, người Tây Ban Nha là tác giả của 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo ở La Liga mùa này. Không ra sân tập luyện mà ở lại phòng gym để tiếp tục phục hồi chấn thương mắt cá chân phải, điều khiến Yamal phải nghỉ thi đấu trong thời gian qua. Theo thông tin từ nội bộ đội bóng, sự vắng mặt của Lamine Yamal không phải là bước lùi trong quá trình hồi phục. Trong khi đó, Robert Lewandowski mang đến tin vui cho câu lạc bộ. Tiền đạo người Ba Lan hoàn toàn bình phục chấn thương lưng và tham gia đầy đủ buổi tập gần nhất mà không gặp vấn đề gì. Anh được dự đoán sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trường hợp của Eric Garcia vẫn còn là dấu hỏi. Trung vệ này tham gia buổi tập hôm 20 tháng 11 nhưng không thể hoàn thành do vấn đề cơ khép bên phải, chấn thương anh gặp trong lúc khởi động ở trận gặp Sevilla cách đây 1 tháng. Khả năng ra sân của Eric Garcia sẽ còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe trong ngày cuối cùng trước trận đấu. Việc thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Lamine Yamal hay Eric Garcia có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của Barcelona, đặc biệt khi họ phải làm khách trên sân của Celta Vigo. Mặc dù vậy, sự trở lại của Robert Lewandowski sẽ giúp cho đội bóng của Hansi Flick tự tin hơn với 3 điểm.